Vào cuối tuần qua, nhiều khu vực tại Mexico đã phải hứng chịu trận động đất 8,2 độ Richter, khiến cho khoảng 75.000 người mất nhà cửa và ít nhất đã có 90 người thiệt mạng. Hiện nay, công tác cứu hộ vẫn đang được thực hiện khẩn trương nhằm cung cấp những nhu yếu phẩm cho người trong vùng bị ảnh hưởng. Song thiệt hại cụ thể về kinh tế vẫn chưa thể ước tính được. Trận động đất đã đánh vào khu vực bờ biển phía đông của Mexico vào hôm thứ Năm ngày 7 tháng 9. Theo thống kê sơ bộ, đã có ít nhất 90 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương trong trận động đất này. Hiện tại, nước sạch, thức ăn và các nhu cầu yếu phẩm hàng ngày là những thứ người dân tại bang Chuquitán, Mexico cần nhất lúc này. Tất cả các siêu thị, nhà hàng trong thành phố vẫn đóng cửa. Ngay sau động đất, lực lượng quân đội, cảnh sát và những đội cứu hộ chuyên nghiệp đã đến Chuquitán và những khu vực xung quanh nhằm tiếp tục thực hiện công tác tìm kiếm và cứu hộ. Sau 3 ngày chấn động, nhờ tinh thần phối hợp hoạt động của những người dân địa phương, thành phố đã phần nào bắt đầu đi vào ổn định. Chính quyền bang đã thành lập những trung tâm cứu hộ tại một trường học, cung cấp nước uống sạch, thực phẩm và những nhu yếu phẩm cho những người mất nhà cửa. Những thứ khác như gạo, đậu, giấy vệ sinh v.v. đều được các gia đình địa phương hỗ trợ người bị nạn. Trận động đất thật khủng khiếp. Chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ từ những người trong vùng và bạn bè tại Chuquitán. Họ đã quyên góp những thứ thiết yếu, quần áo và những đồ dùng cần thiết khác. Họ cố gắng giúp chúng tôi nhiều nhất có thể. Điều này thực sự rất ý nghĩa. Ngoài việc cung cấp những đồ dùng cần thiết, các đội cứu hộ còn hỗ trợ và cung cấp những thực phẩm, đồ ăn nấu chín cho những người đang đói. Dự kiến lượng đồ ăn này sẽ cung cấp tới ít nhất 1.000 nạn nhân. Với tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau, những người dân Chuquitán hy vọng họ có thể nhanh chóng vượt qua được khó khăn từ một trong những vụ động đất mạnh nhất trong một thế kỷ qua tại Mexico.